chủ đề học đường lúc nào cũng có những tình huống khiến người khác phải vì mỉm cười gì quá đổi hài hước. Đặc biệt là với các bạn học sinh, sinh viên, họ là người sáng sủa tạo và cũng chính là nguồn cảm hứng sáng sủa tạo cho những tình huống dở khóc dở mỉm cười trốn học đường. Ăn uống trong lớp học là chuyện của muôn thuở mới học sinh, sinh viên. Ai đã từng là kẻ học chữ ngồi trên ghế nhà trường thì chắc hẳn đã phải một lần trong đời ăn vặt trong lớp. Như mới đây, Rao Trường người ta vừa mới đăng tải một bài viết lôi cuốn rất nhiều lượt rích của số đông mạng. Trong bài viết có 4 hình ảnh một nam sinh đang ăn trong lớp, nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy nếu cậu ăn một cách bình tầm thường. Chàng nam sinh này đã đem cả nồi mì vào lớp ngồi ăn trong giờ giải lao. Chưa kể đến là biểu cảm rất dễ yêu quý của cậu đã khiến dân tình một phen phì mỉm cười gì quá hài hước. Bài viết kèm 4 tấm ảnh thu về hơn 28.000 lượt tương tác trong vòng một ngày. Đang ăn cơm nhưng má bắt đi học, đúng như các sân của bài viết gây bão. Đứng ngoài hành lang mỏi chân quá thì vào trong lớp ngồi ăn dậy. Khi đang ăn mà phát hiện bị chụp hình thì làm gì? Tạo dáng chứ làm gì? Liên hệ với Nguyễn Phi Long Hero trong ảnh, cậu cho biết, em cảm thấy bình tầm thường à, cũng không có thấy sợ hãi hay xấu hổ gì hết. Lúc đi chơi thì em sửa soạn một chút thôi chứ còn đi học, em cũng bình tầm thường như bao bạn khác thôi à. Khi hỏi cảm xúc như thế nào khi thấy hình ảnh của mình lôi cuốn rất nhiều dồ cập từ cư dân mạng, Long chia sẻ, lúc bạn em đăng thì em không biết, đến khi thấy thì bất thần lắm à, không ngờ lượt like lại cao như vậy. Em cũng vui khi thấy tấm hình của mình được nhiều người dồ cập đến a. Miễn mọi người vui là được rồi. Bài viết thu về hầu hết các bình luận từ cư dân mạng đều khen cậu bạn này không những dễ yêu quý mà còn có nét đẹp trai. Nói về chuyện ăn trong lớp thì không thấy chỉ toàn thấy những câu như có một sự thật là bạn ý rất đẹp trai, cô te quá đi, cho mình xin info bạn trai, đáng yêu dậy trời. Nhưng có một sự thật là ngoài lúc đi học có hơi bần một chút nhưng một khi chàng trai đã lên đồ thì cũng rất gì và này nọ nha. Góc nghiêng cũng không thua tầm thường mỹ nam nào hết nhé. Đến khi lên đồ mới thấy cậu bạn này không khác gì wow boy.